thành cho tiền nó nha chị. Tụi em bán ế. Sao ế? Bữa nay em bán cá ế, người ta mua á. Em chụp hình em lấy tiền. Ba tươi quá chừng luôn. Em đỡ nhỏ. Nhấp nháy nha. Không. Cũng là cá mà mình người ta không mua. Chưa mua á. Ủa cá mong một cá mà có chạy. Bên này nhiều sợ. Chạy chụp hình cho em mượn nè. Thì còn không không. Chị có xin đi. Cá cũng mới vô nó thầy đây mà. Dạ. Cần cho bà cô cái 2 kg đi. 350 hả? 300 được không? Không không. Này mới vừa đánh lên là tôi rối luôn. Cái gì anh? Đây hả? Được mấy? 7 nạn. Bảy mấy trăm, hai trăm. Con lớn, con viên, con nhỏ. Nó thì ăn con. Hả? Tiền kia à, luôn. Chị ba tiền kia. Con buồn nhảy. Mực nhảy. Thế này cái rửa đúng. Rửa đúng không vậy? 25 ngàn đó, mình rửa cuối đầu. Bộ rửa cuối đó trong mấy con gì ta? Con heo. Nghe, à, bữa phi ngon ghê chị. Nhà mé bà kho bà ăn. Dạ kêu thấy ngon ha. Còn mấy người không biết ăn chơi dở. Nhà mé bà thích. Cua. Cá. Cá phèn. Tôi nói gì cái đất hồng đèn chứ tôi nói gì chè. Bán dưa nè. Chu trên trời quá trời dưa. Bây giờ sao? Dưa trồng ở Cam Hải Đông bao nhiêu một ký? À. 5.000 một ký, 5.000 một ký, mãi vô. Tắm biển thôi, xin đi đâu rồi? Con cầm cưa kính chưa? Con cầm bánh lặng chưa?